Thưa quý vị, sáng nay, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đã có buổi tiếp tân tổng lãnh sự Nhật Bản tại Đà Nẵng, Yakabe Yoshinori. Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng chào mừng ông Yakabe Yoshinori chính thức nhậm chức và chúc tân tổng lãnh sự Nhật Bản tại Đà Nẵng sẽ có một nhiệm kỳ thành công khẳng định việc nâng bước văn phòng đại diện lên thành cơ quan lãnh sự là một sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo đảng, nhà nước đối với việc thúc đẩy quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam, Nhật Bản nói chung và giữa thành phố Đà Nẵng với các địa phương của Nhật Bản nói riêng. Mong muốn ông Yakabe Yoshinori trên cương vị mới của mình sẽ là cầu nối thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác, kêu gọi nhiều nhà đầu tư Nhật Bản đến tìm hiểu đầu tư tại Đà Nẵng và các tỉnh miền Trung Tây Nguyên. Tân Tổng lãnh sự Nhật Bản tại Đà Nẵng, KB Yoshinori cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của thành phố Đà Nẵng, cho biết do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên đến bây giờ mới có thể bắt đầu nhiệm kỳ công tác của mình. Đồng thời khẳng định Nhật Bản luôn xem trọng mối quan hệ hợp tác với ASEAN, trong đó xác định Đà Nẵng Việt Nam có vị trí hiến địa chiến lược, mong muốn hai bên sẽ có hoạt động, giao lưu, thúc đẩy hợp tác thiết thực nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Nhật Bản Việt Nam vào năm 2023.